sống đời chứng nhân, thứ sáu 23 tháng 6 2023. Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay, hoặc là chuyện khó tin. Kinh lạy mau nước đã tuôn trào, nước đã tuôn trào từ thánh tông Chúa Giêsu, như thác nguồn, như thác nguồn thương xót chúng con. Sống đời chứng nhân, thứ sáu 23 tháng 6 2023. Sống đời chứng nhân hay nhật ký lòng thương xót Chúa ngày nay, hoặc là chuyện khó tin. Thưa anh chị em và các bạn, tôi đọc một câu chuyện về một linh mục. Vì chúng ta đang trong tháng 6, tháng thánh tâm Chúa Giêsu, và ngày lễ thánh tâm 16 tháng 6 chúng ta đã cầu nguyện cho các linh mục, ngày quốc tế cầu xin ơn thánh hóa các linh mục. Hết tháng 6 thôi, cha chờ nhá, sang năm đến lễ trái tim con cầu nguyện cho cha. Lúc đó tiêu rồi. Vì Chúa nói rằng là cầu nguyện không ngừng, kiên trì cầu nguyện. Và cầu nguyện là hơi thở. Lúc nào mình không có hơi, không không khí như là Covid thì mình chết. Thì không cầu nguyện mình cũng chết. Và cầu nguyện nó làm cho cuộc đời mình được biến đổi. Vì thế mà hôm nay chia sẻ với anh chị em và các bạn trong chuyên mục Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật, về một vị linh mục bị ung thư đôi mắt nhưng vẫn sáng mắt đức tin. Đôi mắt thì bị ung thư nhưng mà đôi mắt đức tin vẫn sáng. Đó là cha Emmanuel Ramos. Cha Emmanuel Ramos, người Mexico, 31 tuổi, là một linh mục thuộc Hội các Tông đồ Truyền giáo Lời Chúa. Hồi tháng 2 năm 2020, cha được chẩn đoán bị ung thư mắt. Và do đại dịch Covid-19, cha không được chữa trị cho đến tháng 8. Khi đã quá trễ, chúng tôi đã cố gắng hết sức giai đoạn cuối rồi. Tuy nhiên, cha biết rằng đau khổ là con đường ngắn nhất để đến thiên đàng. Đau khổ là con đường ngắn nhất để về trời. Dù bị ung thư không thể chữa được, nhưng cha có thể mang đến niềm hy vọng và là chứng tá cho đức tin. Sống đời chứng nhân, chứng nhân giữa đời thường, chuyện khó tin nhưng có thật. Khi còn là một thiếu niên, Ramos đã gặp khủng hoảng đức tin và không đến nhà thờ. Cho đến một ngày kia, một người bạn thân mời cậu tham dự một cuộc tĩnh tâm 5 ngày. Và một linh mục đã hỏi cậu, còn có muốn trở thành nhà truyền giáo không? Ngay lập tức Ramos không suy nghĩ đáp, không, con không muốn. Nhưng linh mục này khẳng định, con có thể trở thành linh mục. Ramos lại trả lời, dạ thưa không, con thấy con như thế này là tốt lắm rồi, con không có muốn. Nhưng sau 20 phút trò chuyện, vị linh mục đã thuyết phục được Ramos. Cha nói với cậu, đi truyền giáo 1 năm đi. Ramos nói, 1 năm lâu quá, thưa cha. Vị linh mục bảo cậu, ồ vậy thì 6 tháng, 3 tháng, hoặc là ít nhất trong kỳ nghỉ hè. Và vào mùa hè năm đó, Ramos đã đồng ý đi truyền giáo. Ramos từ giã bạn bè của mình, là thành viên của một băng nhóm mặc quần thụng, đeo bông tai. Cho nên khi Ramos nói rằng cậu đi truyền giáo thì không ai tin. Không thể tin được, thằng quần thụng áo bông tai mà đi truyền giáo cái gì, nhậu ăn chơi thì có. Họ nghĩ rằng thôi, thế nào rồi nó cũng bỏ cuộc thôi mà, làm sao mà tin được. Chuyện khó tin nhưng có thật. 17 năm trôi qua, 17 năm trôi qua không phải chỉ là 3 tháng hay là kỳ hè, mà là 17 năm trôi qua từ ngày Ramos lần đầu thưa vâng với tiếng gọi của Chúa. Khoảng từ 1 năm rưỡi nay, cha Ramos bắt đầu thấy khó chịu ở mắt bên phải. Cha nghĩ đó là do mệt mỏi
vì đó là giai đoạn Trân được đề nghị cộng tác trong chủng viện với tư cách là phó giám đốc của ban nhập môn và dạy học. Và năm sau cha trở thành giám đốc của ban này. Áp lực rất lớn vì đồng thời cha cũng là tuyên ý cho các nữ tu cộng đoàn ở đó. Vào cuối tháng 1 năm 2020, cha đến Oklahoma, Hoa Kỳ. Và trong một thánh lễ, cha cảm thấy mắt phải nhắm lại, sưng lên. Khi về lại Peru, cha đến bệnh viện siêu âm và được xác định là trong mắt cha có khối u. Cha được gửi đến Viện Quốc gia về bệnh ung thư, nơi kết quả CT cho thấy khối u không chỉ ở trong mắt mà còn ở một phần bên trong của hộp sọ và một phần của mắt. Khi cha bắt đầu được điều trị thì đại dịch COVID-19 ập đến và tất cả các bệnh viện đều đóng cửa. Chỉ có bệnh nhân COVID mới được điều trị mà thôi. Cha không được chữa trị, mắt bắt đầu sưng lên quá nhiều. Cha bị đau dữ dội đến mức phải dùng đến biện pháp chăm sóc giảm nhẹ và cơn đau chỉ có thể thuyên giảm bằng morphine. Cha đã đợi từ tháng 3, tháng 4 và tháng 5 cho đến tháng 6. Nhưng đến tháng 7 thì cha bị mất thị lực ở mắt phải. Và ở bệnh viện cha phải đợi đến ngày 19 tháng 8. Cha cũng gặp khó khăn vì không có giấy cư trú ở Peru, cũng không có bảo hiểm ở Peru. Cha không muốn đến bệnh viện tư nhân, nhưng muốn đến bệnh viện của những người nghèo, mặc dù có điều kiện. Tại Viện Quốc gia về bệnh ung thư, cha được biết rằng khối u lành tính nhưng nó phát triển rất nhanh. Cha được mổ mắt lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 9 năm ngoái. Sau đó, cha phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất lớn, kéo dài khoảng 13 tiếng đồng hồ. Trong đó có nhiều chuyên khoa, vì bác sĩ nói rằng khối u đã lan đến một khu vực rất nguy hiểm. Và nó đang chèn ép một tĩnh mạch quan trọng, động mạch cảnh trong bên phải. Do đó, máu đã không lên được phía bên phải của đầu và không thể làm gì được nữa. Động mạch cảnh trái đang làm tất cả công việc, nó phải bơm máu đầy đủ, nó bắt cầu sang phải. Bác sĩ không giải thích được bằng cách nào mà động mạch cảnh trái tự động đảm nhận mọi công việc. Sau đó họ buộc cha phải phẫu thuật tái tạo lần thứ 3. Sau đó cha được xuất viện, nhưng bác sĩ hơi nghi ngờ về chẩn đoán trước đó, nên đã yêu cầu cha làm một nghiên cứu mô hóa học để loại trừ giả thuyết rằng chứng viêm mắt là do nhiễm trùng. Kết quả cho thấy là khối u trước đó được chẩn đoán là lành tính, thật ra là ác tính. Và họ chẩn đoán cha bị ung thư mặt vô tuyến độ 3, nghĩa là đã di căn rồi. Bác sĩ chẩn đoán cha chỉ có thể sống thêm 7-8 tháng nữa mà thôi. Nhưng đối với cha, chẩn đoán này là về phương diện y khoa. Còn như một Kitô hữu thì cha tin rằng không ai biết được cha có thể sống thêm nhiều năm nữa. Không ai biết được sống đến bao lâu. Cha Ramos gọi bệnh tật của mình là đồi can vê huy hoàng. Đồi can vê huy hoàng mà Chúa cho phép cha dâng hiến cho người. Cha dâng bệnh tật vì phần rỗi của cha để củng cố tình huynh đệ, các tông đồ truyền giáo, lời Chúa và cho giáo hội. Sau cuộc phẫu thuật thứ 3, mắt trái của cha cũng bị giảm 20% thị lực và ngày càng giảm đi. Cha sợ rằng cha không thể dâng lễ, nhưng bây giờ cha đã bắt đầu dâng lễ lại. Người dân nói với cha rằng, cha nhìn thấy bằng con mắt của tinh thần, con mắt của đức tin. Ban đầu cha rất buồn vì không thể nhìn thấy. Không thể nhìn thấy, nhưng bây giờ cha có niềm vui chia sẻ điều mình cảm nghiệm. Tuy trong hoàn cảnh đen tối này, cha Ramos cảm thấy được bảo vệ bởi vì một cái gì đó đã lấy đi khỏi cha, nhưng đã được thay thế bằng một thứ khác. Cha cảm nghiệm được sự bình an khi cử hành thánh lễ. Dấu hiệu lớn nhất cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa chính là sự bình an. Dấu hiệu duy nhất, lớn nhất cho cha thấy
trong chúng ta thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa, đó là sự bình an. Có người nói với cha rằng: "Cha ơi, hãy hy vọng có một phép lạ." Và cha cũng hy vọng và tin rằng Chúa có thể làm một phép lạ. Tin rằng Chúa có thể chữa khỏi cho cha, nhưng cha không bắt buộc Chúa phải làm điều đó. Cha Ramos chia sẻ: "Tôi đã quen với không gian bóng tối này. Nhưng theo nghĩa tích cực, sự mù lòa này đối với tôi không phải là sự vắng mặt, mà là sự hiện diện." Cha nhớ đến những lời của Đức Hồng Y Robert Sara trong cuốn sách Sức Mạnh Của Sự Thinh Lặng. Trong đó Ngài nói: "Sự im lặng không phải là sự vắng mặt của một ai đó, mà là sự hiện diện của người nào đó." Chúng ta im lặng khi có ai đó. Và rồi tôi im lặng bởi vì có đấng nào đó, Chúa Giê-xu. Trong bóng tối mù lòa thể xác này của tôi không thể nhìn thấy Chúa, nhưng tôi chạm vào người. Và khi tôi đón nhận người, những bóng tối này được chiếu sáng. Có nhiều bạn bệnh tật, nghèo túng, thất nghiệp, thất tình, thất bại. Tất cả gặp những cái chuyện đó, ta dễ chán nản, ngã lòng và mất hy vọng. Đúng không? Xong rồi ngồi buồn thế. Bồ mới bỏ ngồi xị mặt ra. Người kia: "Sao vậy? Thất nghiệp của cả tháng nay. Bà này, sao vậy? Mặt xị ra chảy, cứ gọi là cứ chảy ra là sao vậy? Chồng bỏ bê bối rượu chè và các thứ, nhiều chuyện buồn." Và khi mà ta gặp những chuyện buồn như thế thì cái phản ứng tiêu cực của chúng ta là mặt chảy ra, mặt xị xuống, rồi là than thở, rồi là không muốn nói chuyện với ai, rồi có những người tiêu cực mạnh hơn nữa là đi từ từ đã, nhậu đã. Gọi là mượn rượu tiêu sầu. Rồi buồn quá, uống thì cho nó đỡ. Uống xong thì nó làm sao? Hết buồn không? Nó càng buồn hơn. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm thấy chuyện xưa lại buồn. Bảo là tiêu sầu, mà sầu nó đâu có tiêu, nó còn tụ lại chứ. Càng uống càng buồn. Rồi có những bạn đi đến cái chỗ cuối cùng là tự tử. Không phải giáo dân đâu, cả linh mục tu sĩ chúng tôi cũng đi vào những tình trạng như vậy. Đã có linh mục tự tử, cũng có nữ tu tự tử, chứ không phải không. Mình không có trách người ta được, cũng chẳng kết án này. Mỗi người mà tự đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, mình sẽ biết là nó như thế nào. Đúng không ạ? Cho nên là tạ ơn Chúa vì chúng ta có lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa vì chúng ta còn hát được câu là: "Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con." Thánh Faustina cũng nói đau ốm bệnh tật mà bị nghi ngờ, bị hiểu lầm này, chết còn sướng hơn. Quá sức đau khổ. Teresa Hài Đồng Giê-xu cũng vậy. Cũng xin Chúa một sợi dây thừng để tự tử. Và cha Ramos, anh chị em tưởng tượng coi, mới ba mấy tuổi thôi, đang hăng say, đang nắm những chức vụ quan trọng như thế, đang hoạt động tông đồ đắc lực như thế, rồi cuối cùng mắt nó bị từ từ, từ mắt phải rồi sang có mắt trái, cuối cùng không nhìn thấy gì cả. Ngài nói bắt đầu cha rất buồn vì không nhìn thấy, nhưng bây giờ có niềm vui chia sẻ điều mình cảm nghiệm. Một cái gì đó khi mà bị mù như thế, Ngài nói một cái gì bị lấy đi khỏi cha như được thay thế bằng một cái khác, và cảm nghiệm được sự bình an. Dấu hiệu lớn nhất thấy sự hiện của Chúa chính là sự bình an. Và người ta nói rằng hãy hy vọng có một phép lạ. Tôi không mong chờ phép lạ, nhưng mà tôi không buộc Chúa phải làm. Thường chúng ta đến khấn cầu lòng thương xót Chúa, mình mong chờ một phép lạ, mong chờ một ơn lành, mong chờ một cái điều gì đó xảy ra. Nhưng hãy
luôn luôn nói rằng nếu Chúa muốn, chứ không phải là Chúa phải làm như con muốn, không buộc Chúa phải thực hiện điều đó. Chị cứ buộc là phải Chúa phải cho chồng chị quay trở về, đúng không? Ăn năn hoán cải. Chúa có muốn không? Chúa có muốn người ta hoán cải không? Muốn chứ, nhưng mà Chúa không thể nắm cổ nó để lôi vào được, vì nó mất tự do của nó. Chúa còn muốn hơn là chị nữa. Chúa muốn cái anh chồng của chị hoán cải hơn là chị muốn cả ngàn ngàn lần, nhưng mà Chúa không thể nắm cổ nó lôi vào để bảo là nó hoán cải, vì hoán cải là tự trái tim của nó. Chúa tạo biết bao nhiêu điều kiện, và có khi Chúa dùng chính chị làm phương tiện, làm điều kiện để đưa chồng chị về với con đường hoán cải, mà chị ngồi chị than trách, chị không chịu làm ấy chứ. Cầu nguyện, hy sinh những cái đau khổ của mình, thì cha Ramos là người đã làm công việc đó. Và Ngài nói rằng là tôi không bắt Chúa phải thực hiện điều đó. Tôi đã quen với không gian bóng tối này theo nghĩa tích cực. Cái điều này là anh chị em thử tưởng tượng của anh Hồng mới hay. Sự mù loà này đối với tôi không phải là sự vắng mặt mà là một sự hiện diện. Mù loà này không phải là sự vắng mặt mà là một sự hiện diện. Sự im lặng không phải là sự vắng mặt của ai đó mà là sự hiện diện của người nào đó. Chúng ta im lặng khi có ai đó. Và rồi tôi im lặng bởi vì có đấng nào đó là Chúa Giêsu. Trong cái mù lòa thân xác này tôi không thể nhìn thấy Chúa, nhưng mà tôi có thể chạm vào Chúa. Khi tôi đón nhận người, khi tôi đón nhận Chúa, tôi chạm vào Chúa, thì những bóng tối này được chiếu sáng. Tâm hồn tôi đã được chiếu sáng, thấy Chúa bằng con mắt đức tin. Sự im lặng khi có ai đó. Thôi im đi, cha đến rồi kìa. Nhưng mà im lặng là vì có đấng cao hơn nữa, đấng ấy đang hiện diện, là Chúa, Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót đến với mỗi một người chúng ta. Và mình thấy có Ngài thì dù thế nào đi nữa mình vẫn là người có phúc. Biệt tưởng tượng nếu bạn không có niềm tin, bạn không phải là người Công giáo, những lúc thất vọng, những lúc tuyệt vọng như vậy, bạn bám vào ai? Bạn trông chờ ai? Phải không? Người ta bỏ hết rồi còn ai nữa? Cho dẫu người ta bỏ hết thì bạn vẫn còn có Chúa, và cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Và xác tín rằng con đường đến thiên đàng, con đường ngắn nhất là con đường đau khổ. Vậy thì đau khổ là đường đưa ta đến quê trời mà, chứ đâu phải là con đường đưa ta đến hủy diệt đâu. Chú ông, đi ông. Dạ đi. Đi thì mình nghe tiếp. Có hai mẹ con mới gặp chiều nay. Bên anh mới bay về từ phi trường, chạy thẳng đến trung tâm một vụ. Hai mẹ con mỗi người cái vali to đùng. Nói con là Maria Nguyễn Thị Xuyến, 61 tuổi, ở London. Bên Anh Quốc đi với cô con gái là Teresa Ninh Thị An, 27 tuổi, sinh từ bên Anh Quốc, cho nên nói và nghe tiếng Việt không ngọt như là tiếng mẹ đẻ, còn viết và đọc thì càng khó hơn nữa. Chị nói con bay từ phi trường vào đây, bay về đây con chỉ muốn đến để gặp cha thôi, để con muốn nói với cha về những ân hữu Chúa ban cho con. Mà vậy chị có đi đâu mà không? Có đi thăm anh mà không? Bố mẹ con chết hết rồi, quê người Bắc về chẳng còn ai cả. Con qua bên anh mấy chục năm nay rồi, nhìn đôi tay, tay cha lầm vườn, sần sùi. Không phải là bàn tay năm ngon em vẫn kêu xa, mà là bàn tay sần sùi, và con làm vườn suốt ngày, suốt ngày, suốt ngày làm vườn. Và nhờ thế mà con cái được ăn học, làm suốt, cho cứ tưởng đi bên nước ngoài là ngon, là sướng hay không. Có tiền, nhưng mà với điều kiện là mình phải vất vả, phải chịu khó lao động, chứ không phải là nằm mà có tiền ở trên trời rơi xuống, không có đâu. Con trồng cây, trồng cây, trồng cây, trồng cây. Lúc con đi, con giao lại cho con rồi con nói, con mà không chăm cái cây này mà về mấy cây mà nó chết thì mẹ cũng chết. Tôi chọc, tôi bảo, trời ơi, bà nói vậy sao được. Nếu mà cây chết thì không sao, nhưng mà nếu mà con chết mới là quan trọng chứ. Không cha, cây chết rồi con chết, con nói với nó như vậy. Vì đối với bà, cái cây là giống như là cái niềm vui, là lẽ sống của bà. Bà làm việc, làm việc, làm việc, không làm không chịu được, dù 61 tuổi. Nói ngày xưa, con có bệnh sợ hãi, lúc nào con cũng lo, sợ. Rồi tim, rồi khó thở, rồi nó dễ bị choáng. Khi con sang đây, con đừng ngoại đạo cha. Bảo, ủa, chị có thể thánh? Bảo, không.
con gốc ngoại đạo. Cứ còn đây con không có đạo, không biết gì với Chúa mẹ gì cả. Con không biết một câu tiếng Anh. Mà lúc nào con cũng lo lắng, sợ hãi, rồi lúc nào cũng khó thở, lúc nào cũng choáng váng hết. Rồi con mày mò, con đi hết chỗ này đến chỗ kia chẳng có đỡ được. Con đi ngang qua cái ngôi nhà thờ, con mới vô. Con đi vào cái nhà thờ, mặc dù con chẳng biết tiếng Anh, cha giảng gì con chẳng hiểu, nhưng mà con nhìn lên Chúa, thấy người ta cầu nguyện, con cũng lẩm bẩm, con cầu theo. Con cầu theo rồi, sau đó thì con cứ thấy nó được an tâm. Rồi ngày nào con đến cầu nguyện với Chúa như vậy. Mà rồi sao chị biết Chúa? Vì cũng may quá, hôm đó con đến nhà thờ thì Đức ông nói là có một thầy ở Việt Nam mà bây giờ không có chỗ ở, muốn đi học ở đây mà không có chỗ ở, có anh chị em nào cho tá túc được không? Con nói tốt quá, con đón vào nhà con. Đón vào nhà con, rồi nhờ thầy ở nhà con ăn ở rồi đi học, rồi có thời giờ dạy thêm cho con biết mấy câu tiếng Việt, con chữ nghĩa chả biết gì cả. Rồi thầy đến thầy ở tiếng Việt, rồi luôn tiện thầy nói về Chúa cho họ nghe, và từ đó thì họ mới đi nhà thờ nhiều hơn. Và chỉ nói một câu như thế này: con nghiện đi nhà thờ như nghiện thuốc phiện. Những bà, những ông, những anh chị đạo gốc này, có ai dám nói được câu đó giơ tay, có thưởng. Chỉ có nghiện tiền như nghiện thuốc phiện phải không? Chỉ có nghiện quyền như nghiện thuốc phiện, nghiện danh vọng chức tước. Quay mà nghiện đi nhà thờ như là nghiện thuốc phiện, như là nghiện ma túy không? Không những thế mà chị còn đưa 4 đứa con đi lên xem bus đi 2 tiếng đồng hồ ngày Chủ nhật. Lôi 4 đứa con, ngày thường thì nằm bệnh phờ, nhưng mà đến ngày Chủ nhật là lôi 4 đứa con đi, dù là bệnh nặng như thế. Và chị nói rằng là Chúa là bác sĩ của mình mà cha. Ai cũng có bác sĩ, gọi là bác sĩ gia đình, bác sĩ gia đình. Một người không có đạo nói Chúa là bác sĩ của mình mà cha. Rồi ngày thường chị cứ đi bộ ra nhà thờ gần đó. Mấy cha làm lễ bằng tiếng Anh mà, Chủ nhật thì mới có cộng đoàn Việt Nam. Chị bảo cha hiểu, cha giảng, cha nhiều đọc cái gì cả, nhưng mà không ra, không chịu được. Cứ đến đó cầu nguyện, rồi quét dọn làm vườn nhà thờ sạch sẽ các thứ. Cứ như thế mãi cho đến năm 1999, lúc đó Đức ông mới thấy chị có lòng như thế, và thầy đó ở nhà đó, thầy trung sức linh mục rồi chị dạy đạo cho, chị mới được rửa tội, đưa mấy đứa con rửa tội. Và từ đó thì chị hết bệnh, không còn sợ hãi nữa, không còn lo thở sợ nữa, và không còn khó thở nữa. Chị bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Và chị nói với các con của chị như thế này, anh chị nghe. Chị làm rất nhiều tiền vì vất vả làm có tiền để nuôi con mà. Nhưng mà nói với con như thế này này: các con hãy bám chắc vào Chúa, đó mới là cái phúc. Chứ không phải là có tiền là có phúc. Mẹ không có gì để cho các con, không có gì để lại cho các con ngoại trừ Chúa. Chị để lại cho bé con chị cái gì? Tiền. Con đang kiếm tiền để dành cho nó, để cho nó sống. Để lại cho con chữ cái gì, vân vân. Mình có giờ nói là mẹ không có gì, mẹ chỉ có Chúa để lại cho con. Niềm sắc tím của chị, tôi nghe mà tôi thấy nổi cả da gà lên. Vì một người chẳng ăn học, chẳng có chức tước địa vị gì cả, chỉ là một người nông dân, đúng nghĩa là nông dân, tay sần sùi hết, làm vườn suốt ngày. Vậy mà nói được câu bám vào Chúa là có phúc. Mẹ không có gì cho con ngoài Chúa. Lấy cỗ chẳng hạt, đeo chẳng hạt bằng nhựa. Con đeo cỗ này 30 năm rồi, không bỏ bao giờ, đeo cổ. Cây thánh giá bị cắt đứt một cái đuôi dưới bằng cái con bé này. Nó cứ ngồi nó gặm, con An. Bé nó cứ gặm, nó ngứa răng, nó gặm, hết, nó gặm Chúa hết nửa rồi. Gặm cả cây thánh giá luôn. Bảo, rồi sao mà chị biết về lòng thương Chúa mà hôm nay chị về chị gặp tôi? Nói rằng có một cô em, cô em mới giới thiệu lòng thương xót Chúa. Bảo mở đi nghe đi. Chị nói mới đầu không có tin, mà làm gì có chuyện đó. Đúng là chuyện khó tin, nhưng mà không tin là có thật. Chuyện khó tin mà không tin là có thật. Thế nên chị không nghe. Nhưng mà về sau cô kia nói mãi tò mò, cứ nghe thử thôi.
rồi thôi không thích thì thôi. Chị nghe thử rồi chị nói rồi nghiện luôn. Cho tới bây giờ cả 5-6 năm nay rồi là không ngày nào mà không nghe. Không nghe là không chịu được, là khó chịu lắm. Sáng nào cũng vậy, đọc kinh sáng rồi mở mạng lên nghe giảng rồi mới đi làm. Hôm nào mà không nghe giảng bảo chắc cha mất mạng rồi. Bảo không không, tôi vẫn sống đâu có mất đâu, mất. Bảo không, cái mạng của cha mất, bảo không, mạng tôi vẫn còn. Bảo cái mạng internet ấy, cái mạng wifi với gì đó là chắc mình cha bị mất mạng rồi, nó không có nối được, liên kết được, nên cha gửi trễ vân vân. Nói cha mất mạng rồi. Và nếu mà cha mất mạng là chắc con cũng mất theo, vì con ghiền quá rồi, không thể nào không nghe được. Và con mới cảm nhận được rằng là con sống được đến bây giờ là nhờ có Chúa. Bảo vậy thì về chị về đây làm sao? Bảo con về đây chỉ đến gặp cha nói kể chuyện đó thôi, hai mẹ con về kể chuyện đó, rồi con lên cà phê Khát Vọng con ở. Bảo ở đây không có chỗ ở, bảo thì con lên cà phê Khát Vọng con ở. Rồi anh gặp cái anh này, anh bảo anh này vẫn bê cà phê cho cha phải không? Ừ, gặp anh Khoa, đây là anh này và hai vợ chồng, anh lên chỉ rõ từ người, bảo con coi hết trước hết. Rồi lên đó ở suốt 2 tuần trên cà phê Khát Vọng. Rồi cứ ngày đến đọc kinh, rồi đến hát, đến quét dọn, rồi đến cầu nguyện. Bảo vậy là vui lắm rồi. Rồi sau đó 2 tuần rồi đi về thôi, chả đi đâu nữa. Người ta thì về, hết đi Hạ Long, hết đi này, chỗ này đi kia. Mà bảo đến cà phê Khát Vọng, mà đến lòng Thiên Chúa, bận lắm, không có giờ, không xếp được giờ. Đi hết Âu Châu, đủ mọi thứ hết mà không có giờ. Tiếc, tiếc. Trong khi 2 tuần lễ ở đây chả có đi đâu hết, còn cứ ở đây, không có đi đâu hết. Đến cà phê, ngồi nghe nhạc cầu nguyện, rồi quét dọn Vinh Chúa, rồi vui chơi với anh em mới được rồi. Thì đó là câu chuyện khó tin nhưng có thật. Ông tên là Đoàn Đại Dương, 57 tuổi, ở Biên Hòa, Đồng Nai. Là một người ngoại đạo, đến ông gặp ông kể chuyện. Con mất ngủ 20 năm rồi. Con bị biếu cổ, nhói tim, tức ngực, thoái hóa khớp vai trái, đại tràng, tuyến tiền liệt, rồi khớp cổ, vân vân. Con đến để nói với cha rằng con muốn tạ ơn Chúa. Con là người ngoại đạo, mà được Chúa thương, Chúa chữa lành. Nhờ một cô tên là cô Nhung, ngày 17 tháng 8 năm 2019, lúc con đang nằm trong bệnh viện, gần chết rồi, bác sĩ cũng muốn trả về rồi, thì cô đến, tình cờ gặp cô nói, thôi, bây giờ chỉ còn một cái cách duy nhất, là đến với lòng thương xót Chúa. Con chả hiểu lòng thương xót Chúa là gì, cô đưa con đến, rồi gặp cha, rồi cha cho cái máy để về mà nghe, sách để mà đọc, chuỗi về mà lần, cứ như thế, cứ như thế. Rồi con về nhà cứ làm như vậy. Rồi từ từ con không phải vô bệnh viện nữa. Chứ còn từ trước đó là con vào bệnh viện liên tục, sáng chiều, lúc nào cũng cấp cứu, làm cấp cứu, đến nỗi mà bác sĩ ngán luôn. Cứ thấy con là bảo sao chưa chết à? Chứ không hỏi, chứ không bảo là bao giờ khỏe, mà chỉ bảo là chưa chết à? Vì phiền quá, lâu quá rồi. Bây giờ thì từ năm 2021 đến giờ là con không vào bệnh viện nữa. Chứ từ năm 2015 đến năm 2020, trước khi biết đến lòng thương xót Chúa, là bệnh viện là nhà của con. Bây giờ con đi lại được, con muốn theo đạo. Và mẹ của con 89 tuổi thấy con được như vậy, mẹ bảo nếu mà con theo đạo, mẹ cũng muốn theo con. Anh ấy tên là Joachim Nguyễn Giao Long, 45 tuổi, ở Virginia bên Hoa Kỳ. Anh ấy bị bệnh đông máu tới 13 năm, nằm viện 1 tuần, rồi kiêng ăn kiêng uống đủ thứ hết. Khi mà cưới vợ, trước Covid 2020, vợ ở nhà, chồng rất khó thở, nghi là bị bệnh máu đông tái phát, mà lại không có bảo hiểm, cho nên không dám đi bệnh viện để chữa trị. Sau 2 tuần thì mặt mày bị tái mét, bây giờ lại nghi là bị tim, đưa ra xe cấp cứu thì bất tỉnh, không biết gì nữa. Đưa vào bệnh viện sau khi cấp cứu, bác sĩ nói chắc khó mà qua khỏi, huyết áp rất thấp, bơm mãi mà vẫn không lên được.
Rồi sau đó người nhà mới gọi linh mục đến để xức dầu. Rồi sau đó người nhà xuống lại lần chuỗi lòng thương xót Chúa để cho anh được ơn chết lành ra đi bình an. Tay chân lạnh ngắt, cứng đờ rồi. Phổi ra máu không có cầm lại được. Chắc không có qua khỏi đêm nay. Cả nhà xúm lại lần chuỗi bên anh ấy, lần chuỗi cả đêm. Đến buổi sáng thì máu trong phổi nó ngưng chảy. Rồi anh chìm vào mê man, không biết gì. Mọi người cứ tiếp tục cầu nguyện lòng thương Chúa cho anh. Suốt 2 tuần lễ anh ấy mê man, anh không biết gì. Mọi người vẫn tiếp tục cầu nguyện lần chuỗi. Nếu mà đếm anh bảo là người nhà nói không biết đến lần chuỗi, không biết đếm biết bao nhiêu lần những chuỗi lòng thương xót như vậy. Rồi sau đó 2 tuần mới được đến thăm thì anh ấy vẫn mơ màng. Và trong cơn mơ màng ấy thì anh chỉ nói là con tín thác vào Chúa, con tín thác vào Chúa. Rồi bác sĩ tìm mọi cách để mà cứu anh ấy, còn nước còn tát. Rồi người nhà thì bảo bây giờ thì tùy bác sĩ thôi. Còn người nhà thì dâng hết tất cả những căn bệnh này cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Và không còn làm gì hơn được nữa ngoài việc lần chuỗi tạ ơn Chúa cho anh. Và 2 tuần cuối thì anh ấy được đưa ra phòng săn sóc bình thường và đút ống thở vào cổ. Sau một thời gian dài như thế, yêu cầu là cho về vì nằm bệnh viện lâu quá rồi. Bác sĩ bảo thôi cho anh đi về chứ nằm trước bao giờ đấy. Một bác sĩ Hàn Quốc thì cho ở lại bệnh viện. Và chính ông bác sĩ Hàn Quốc này chăm sóc anh ấy rất tốt. Chỉ trong vòng 1 tuần thôi thì anh đã thở bình thường, không cần bình oxy nữa. Và sau đó đi khám lại thì bác sĩ nói bệnh tình, sức khỏe đang tiến triển rất là tốt. Và các bác sĩ đã chữa cho anh cả bao nhiêu năm nay, không nghĩ rằng anh có thể phục hồi và khỏe nhanh được như thế. Anh nói thú thật với cha, trước con không có đọc kinh đâu, không cầu nguyện đâu. Có Chủ nhật thì đi lễ cho có lễ mà thôi, vợ nó khỏi buồn. Và khi mà vào linh mục để ban giải tội rồi xức dầu rồi cho rước lễ, anh chỉ thuộc được có mỗi 3 kinh kinh mừng, không thuộc kinh nào hơn cả. Vợ thuộc kinh thì đọc cho anh nghe thôi. Bây giờ anh nói con được Chúa chữa lành rồi, con đọc kinh sáng, kinh chiều, kinh tối. Rồi sáng sớm con đọc kinh, rồi con gọi vợ con dậy để mà đọc kinh. Rồi khi nào vợ con mệt quá mà đi ngủ chưa đọc kinh, con gọi dậy, này dậy đọc kinh rồi mới được đi ngủ. Trong khi trước đó con chỉ biết mỗi kinh kinh mừng, mà vợ con là người đọc kinh chứ không phải là con. Bây giờ thì ngược lại, sáng chiều tối lúc nào cũng lòng thương xót Chúa, lòng cũng chứng minh côi, lúc nào cũng nghe giảng, lúc nào cũng cầu nguyện. Và anh cảm thấy một cái sự bình an vô cùng. Từ bên Mỹ, Virginia, anh Nguyễn Giao Long bay về đây gặp để mà chia sẻ làm chứng ơn đó. Chắc hết giờ rồi phải không ạ? Vâng, còn một khúc nữa thì có một em bé cũng đơn giản. Nó thưa cha, con có 15 tuổi, con ở đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu. Con là Maria Bùi Xuân Thơ. Mà khi thi về lo lắng quá mà. Thi gì lớp 10 gì đó, chuyển cấp gì đó. Thi về lo lắng, khóc tùm lum, bỏ ăn rồi bỏ ngủ rồi cha nói năng gì à, cứ hoảng sợ mãi. Rồi người nhà thấy hoảng quá mới nhắn tin này, xin chúng tôi cầu nguyện. Rồi người nhà cầu nguyện cho em. Sau khi mà nhắn tin xong, lần chuỗi xong thì tự nhiên em trỗi dậy, ăn uống và sinh hoạt trở lại bình thường. Hallelujah! 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 Bây giờ thì mấy anh chị em và các bạn, chúng ta lấy cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 105, bài hát Tha thứ và chữa lành. Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu chuyện khó tin nhưng có thật đã xảy ra. Vì đã được Chúa tha thứ và được Chúa chữa lành, tất cả là do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân, cho tất cả những người xin chúng ta khấn nguyện với bài hát Tha thứ và chữa lành.
ta hát điệp khúc rồi hát câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trở lại điệp khúc và kết. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xung phạm tình yêu, và nhiều lần trôi bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao năm ngày tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót.